Nam Anh Nam Em là cặp chị em xinh đẹp nổi tiếng của Vbiz. Đều bước ra từ những cuộc thi nhan sắc và có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong làng giải trí nên mỗi lần cặp sao xuất hiện đều nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Mới đây, chị em mỹ nhân Tiền Giang đã tái xuất chiêu đãi khán giả màn trình diễn sóng đôi mãn nhãn. Cụ thể trong show thời trang của nhà thiết kế An Nhiên nằm trong khuôn khổ sự kiện Pink Ocean. Nam Anh Nam Em đã xuất hiện với vai trò người mẫu. Tại đây, hai người đẹp diện bộ cánh mang đậm màu sắc biển cả. Theo đó, cô chị diện bộ váy xanh chất liệu lụa bóng. Khéo làm phần cổ yếm bèo nhún tăng phần nữ tính. Trong khi hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 lại được nhà thiết kế giao cho mẫu váy xếp tầng có phần cổ bắt chéo tương đồng. Hai thiết kế đều khéo tôn lưng trần và xương quai xanh gợi cảm của cặp chị em. Điều đáng nói là sau màn catwalk thần thái, Nam Anh Nam Em còn bonus thêm cho người hâm mộ tiết mục song ca kèm trình diễn thời trang ấn tượng. Vốn xuất thân từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, màn song ca này của cặp chị em gốc Tiền Giang được đánh giá không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp. Theo đó, Nam Anh Nam Em thể hiện ca khúc Cùng Anh của ca sĩ Ngọc Đô Linh. Netizen dành mưa lời khen cho hai người đẹp bởi việc hát đúng nốt, đúng cao độ khi đứng yên đã khó, đằng này cặp sao còn catwalk và trình diễn giữa gió to. Đây không phải lần đầu tiên Nam Anh Nam Em thể hiện khả năng catwalk sóng đôi. Cuối 2021 tham dự sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week. Chị em mỹ nhân sinh năm 1996 đảm nhận vai trò người mẫu trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần. Tại đây cả hai được giao bộ cánh đồng điệu tông trắng với phần tà bay dài phía sau. Thiết kế kết hợp chất liệu lụa kết hợp gen xuyên thấu mang lại sự gợi cảm khó cưỡng cho cặp sao. Sự xuất hiện của một người cũng đủ chiếm spotlight sự kiện. Vậy nên phần góp mặt của cả hai cái tên đình đám nhanh chóng trở thành tâm điểm của show diễn lần này. Giống như màn trình diễn ở Pink Ocean, Nam Anh Nam Em nắm tay nhau cùng bước đi. Nam Anh giữ vững phong độ hình thể cũng như khả năng catwalk của mình từ trước đến nay. Về phần giọng ca đừng hỏi vì sao tôi nhớ người, sau giảm cân cô lại thăng hạng nhan sắc hơn cả. Thần thái cũng vô cùng rạng rỡ. Nam Anh Nam Em cũng là hai cái tên được khán giả mong chờ sau khi chính thức công bố sẽ dự thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay. Theo đó, xét về thực lực, Nam Anh từng đăng quang cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 tham gia chương trình The Face Việt Nam và có 5 năm hoạt động showbiz với vai trò diễn viên, người mẫu. Cô em cũng không hề kém cạnh khi đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, lọt top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015. Đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Trái đất 2016. Nam Em xuất sắc lọt vào top 8. Bên cạnh đó, người đẹp cũng quen mặt với khán giả Việt qua các game show truyền hình và MV ca nhạc. Với nhan sắc vóc dáng đỉnh cùng lượng fan sẵn có, Nam Anh Nam Em được dự đoán sẽ là top 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay. Lần nào xuất hiện cặp chị em gốc Tiền Giang đều làm dân tình mãn nhãn.